Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia cột trong Word đối với Word các phiên bản như 2007, 2010, 2013, vân vân. Thì công việc chia bảng đối với Word các phiên bản trên thì hoàn toàn giống nhau. Thì trước hết mình chuẩn bị một đoạn văn bản cần chia cột. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chia cột trong văn bản đối với một đoạn nào đó trong văn bản hoặc chia cột trong toàn bộ văn bản. Thì trước hết mình sẽ hướng dẫn các bạn chia cột đối với một đoạn văn bản. Ví dụ mình muốn chia hai đoạn này thành hai cột chẳng hạn, thì cách làm như sau: các bạn bôi đen đoạn văn bản mà mình muốn chia cột, sau đó các bạn sẽ vào phần column và các bạn chọn số cột mà mình muốn chia. Ở đây to là hai cột, tree 3 cột, left tức là hai cột nhưng cột bên trái sẽ nhỏ hơn cột bên phải, right thì ngược lại, cột bên phải sẽ nhỏ hơn cột bên trái. Dù ở đây mình chọn to là hai cột. Nếu các bạn muốn có đường kẻ giữa hai cột này thì các bạn vào column và các bạn chọn more column, các bạn tích vào chữ line between tức là có đường kẻ giữa, các bạn ok. Ngoài ra thì ở đây có cái number column chính là cái số cột, các bạn phải tăng giúp 3, 4 vân vân. Thì ở đây mình chỉ chia thành hai cột thôi và sau đó ấn ok. Nếu các bạn muốn cột đầu tiên là sẽ toàn bộ cái đoạn văn bản từ đôi khi cho đến chữ hưởng ứng này thì các bạn làm như nào? Các bạn click chuột vào cái đoạn cuối cùng mà mình muốn chia cột này, sau đó các bạn vào break và chọn column. Như vậy là toàn bộ cái đoạn văn bản đoạn đầu tiên sẽ thành một cột và đoạn thứ hai thì sẽ ở cột thứ hai. Mà tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chia văn bản thành chia cột trong văn bản đối với toàn bộ văn bản trong toàn bộ cái đoạn text trong văn bản. Thì ở đây mình sẽ Ctrl Z để trở lại trạng thái ban đầu. Thì công việc này thì các bạn cũng thực hiện tương tự, các bạn cũng bôi đen toàn bộ cái văn bản của mình. Hoặc các bạn có thể ấn Ctrl A nếu như các bạn nếu có chỗ nào bạn không muốn bôi đen, bạn không muốn chia cột thì các bạn có thể bỏ ra. Mình sẽ bôi đen toàn bộ đoạn văn bản mình muốn chia cột, sau đó các thao tác mình làm tương tự. Ví dụ ở đây mình muốn chia thành ba cột chẳng hạn, ở đây mình chọn là ba, mình muốn có đường thẳng mình sẽ chọn line between, sau đó ok. Như vậy là các bạn đã chia văn bản thành ba cột theo ý muốn. Mình cắn cho Z lại. Khi mà bạn muốn cái cột của chúng ta bắt đầu, dụ mình sẽ chia lại thành ba cột chẳng hạn. Giả sử như trong đoạn đầu tiên, thì các bạn sẽ không muốn cái chữ công ty chuyển nhà thành nhưng ở nó nằm trong cái cột đầu tiên, thì các bạn các thao tác các bạn làm giống như vậy, các bạn vào break và các bạn chọn column. Thì như vậy là cái đoạn thứ hai của chúng ta sẽ được chuyển sang cột thứ hai. Đối với các đoạn khác thì các bạn cũng có thể làm tương tự. Ví dụ các bạn có thể chọn ở đây các bạn muốn cái chữ đặc biệt bắt đầu từ đặc biệt trở đi, thì các bạn muốn xuất hiện ở cột bên thì các bạn cũng vào break column. Thì như vậy là cái đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ xuất hiện ở cột bên cột thứ ba, vân vân. Như vậy là buổi học ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chia cột trong Word 2007 hoặc là các phiên bản khác như 2010, 2013 vân vân. Trong khi xem video của mình thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, hoặc nếu là tiếng Anh thì các bạn có thể nhấn vào nút subscribe để theo dõi các video của mình hàng ngày. Hoặc các bạn có thể truy cập vào địa chỉ youtube.com/daotaothenaoconline để có thể theo dõi toàn bộ các video này của mình. Ở trong kênh này của mình thì cũng có khá nhiều các video hướng dẫn về tin học văn phòng hoặc cách sử dụng phần mềm hoặc là cách tạo cái tài khoản vân vân. Thì các bạn đăng ký để theo dõi
những video này của mình hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi ngày hôm sau.